Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Sự chiếu cố của thần linh, tập 30. Khương, bố, Khương Tô Hòa, cậu bị xác rỗng nhập vào người rồi hả? Là xúc cảm thật sự. Nói cách khác, tốt quá rồi. À, xin lỗi. Không sao, là lỗi tại tôi. Ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Hả? Ở trường học sao? Không phải, là lúc ở dưới gốc cây. Khi đó, ta đói đến nỗi thoi thóp sắp chết. Ăn từ từ thôi. Được rồi, đừng ăn nữa. Còn ăn nữa, sẽ no chết đó. Ngươi còn ăn kiểu này, ngày mai sẽ không có ăn đâu. Đó là lần đầu tiên trong đời ta gặp được người quan tâm ta đến vậy. Để ta làm người hầu của ngươi. Được. Con bọ, bột, không thể chất đống như vậy, phải gấp kỹ càng. Không phải cất đi là được rồi sao? Ăn đi. Đây mới là thứ con người nên ăn. Ngon quá. Con người phải ăn cơm như vậy thì mới sống có tôn nghiêm. Là người, vậy ta biết làm sao làm người. Còn có, ngôi sao đó là nơi nào? À, đó là cung Nguyệt Lão, cai quản tình yêu của thế gian, trói những người yêu nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Tình yêu là cái gì? Ngươi cũng không biết à? Không phải, chủ yếu là từ này rất khó giải thích. Hay là tra từ điển thử xem. Tình yêu là sẽ đột nhiên vì động tác của một người mà rung động. Bởi vì rung động này mà cảm thấy toàn bộ thế giới của mình trở nên rực rỡ. Sẽ bắt đầu muốn đến gần, chạm vào. Thình thịch. Ơ, kể từ đó ta mới biết tình cảm ta dành cho ngươi không phải là tình huynh đệ bình thường. Những lời này vốn dự định sau khi kết thúc chiến tranh sẽ nói với ngươi. Nhưng may thay, ta còn có kiếp sau. Lần này, cuối cùng ta cũng có thể nói ra rồi. Ta ái mộ ngươi. Ta muốn làm người yêu của ngươi. Hóa ra, đây là điều Thứ Hân muốn nói với mình. Nhưng hắn đã không còn nữa. Khoan hãy vội vàng trả lời ta. Ôi, xem ra Du Huynh đến kịp rồi. Từ Huynh, vết thương của ngươi nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Ha ha, vẫn ổn, chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng mà mình không ngờ tới, hắn không chỉ nhớ toàn bộ ký ức, thậm chí còn nhớ cả chấp niệm trước khi chết của Thứ Hân. Người này thật sự không phải Lý Thứ Hân sao? Vả lại, vào khoảnh khắc hắn bày tỏ, trong tâm trí của mình đã xuất hiện một lối suy nghĩ khác. Nếu như mình chấp vá lại toàn bộ linh hồn của Thứ Hân để hắn được chuyển kiếp, có một cuộc đời khác, một ký ức khác, Thứ Hân như vậy vẫn còn là Thứ Hân sao? Đến khi đó, những kỷ niệm của hai người phải chăng chỉ còn một mình nhớ?